Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ trao huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự của nhà vua và chính phủ Nhật Bản tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn góp phần tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước của nguyên Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt nhà vua và chính phủ Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã công bố quyết định và gắn huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự cao quý tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đại sứ Yamada Takio trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch Quốc hội trong việc tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước và hai nước, bày tỏ tin tưởng những đóng góp quý báu của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi dấu ấn sâu đậm trên chặng đường tăng cường quan hệ mật thiết giữa hai nước ngày nay và sẽ được gìn giữ mãi về sau. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự và tự hào được nhà vua và chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự, nhấn mạnh đây là phần thưởng to lớn thể hiện sự quan tâm, đánh giá của chính phủ Nhật Bản đối với quá trình công tác của mình, tin tưởng rằng quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.